Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cũng đến thăm chúc mừng tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị bền chặt của hai bên trong thời gian qua, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cho biết năm 2024 sẽ trình thành phố tổ chức nhiều hoạt động thường kỳ giữa hai bên với quy mô lớn như Tết Bun Bui May, sinh viên Lào ở nhà dân hay tiếng hát sinh viên Lào, vân vân. Qua đó tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các tỉnh của Lào. Tổng lãnh sự Seoul Saurphan Harauhien bày tỏ biết ơn với sự giúp đỡ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trong thời gian qua và khẳng định sẽ cùng Đà Nẵng đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đối ngoại, hợp tác, trao đổi, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt hợp tác toàn diện Lào Việt Nam. Dịp này, sở Ngoại vụ thành phố cũng đến thăm chúc mừng, tặng quà cho cán bộ, nhân viên tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng.